Xin chào tất cả các bạn, chúng mình là Mr. Zero. Chiêm ngưỡng kiệt tác xúc phạt của Ronaldo. Mới đây, Ronaldo đã chạm mốc ghi tròn 700 bàn trong sự nghiệp. 700 bàn thắng được Cristiano thực hiện chỉ trong 17 năm, từ khi còn là một chàng trai 17 tuổi khoác áo Sporting Lisbon tới lúc 34 tuổi và là đội trưởng của đội tuyển Bồ Đào Nha. Thành tích tốt nhất của Ronaldo với Bồ Đào Nha tại các kỳ World Cup là vị trí thứ 4 tại World Cup 2006. Tại đấu trường Euro, Ronaldo có 9 bàn sau 21 trận cho Bồ Đào Nha và cùng đội tuyển này vô địch Euro 2016, Nations League năm 2019. Những con số trên đủ thấy sự vĩ đại của CR7. Cùng chúng tôi xem lại những cú đá phạt ấn tượng của Ronaldo trong sự nghiệp nhé. Và các bạn nhớ subscribe kênh YouTube, ấn like fanpage Bóng đá hài hước để nhận những thông tin mới nhất đến từ Mr. Zero các bạn nhé. Luôn tự hào về cú sút phạt chết chóc của mình. Trong suốt sự nghiệp, anh đã hạ gục rất nhiều thủ thành tên tuổi bằng kỹ năng sút bóng, nút của bồn. Quỹ đạo bay của bóng, đổi hướng đột ngột rất khó đoán. Theo thống kê, ngôi sao người Bồ Đào Nha đã ghi tổng cộng là 53 bàn thắng cho các câu lạc bộ, chiếm 8,02% bàn thắng mà anh ghi được. Thế nhưng, từ khi chuyển sang màu áo của Juventus đầu mùa này, Ronaldo vẫn chưa một lần tái hiện thành công cú nút bồ của mình trên đất Ý. Đó là điều mà rất nhiều fan của CR7 lo lắng, bởi đối thủ truyền kiếp của Ronaldo là Messi lại đang liên tiếp lập công từ các quả phạt hàng rào. Trong khi chờ đợi siêu phẩm sút phạt mới nhất của Ronaldo trong màu áo của Juve, hãy cùng Mr. Zero chiêm ngưỡng lại những kiệt tác trên chấm cố định của CR7. Trên chấm đá phạt trực tiếp, siêu sao của Juventus tung cú đá phạt đưa bóng đi với quỹ đạo đánh lừa. Dù rất tập trung, nhưng thủ thành Sommer của Thụy Sĩ đang đứng chôn chân nhìn bóng bay vào lưới. Đáng chú ý, đây là bàn thắng đầu tiên trên chấm đá phạt của Cristiano Ronaldo sau gần một năm. Chính xác hơn là 355 ngày, Ronaldo mới lại đá phạt thành bàn. Vì vậy, fan của anh chàng hiện tại không nên quá lo lắng, bởi sớm muộn, họng pháo mang thương hiệu CR7 sẽ thông đồng bằng những cú rocket đầy uy lực cho mình xem. Cầu thủ người Bồ Đào Nha có lần thể hiện phong độ ấn tượng với cú đúp vào lưới của Bayern Munich. Một trong số đó là pha sút hàng rào tinh quái ở những phút cuối trận ấn định tỷ số 4-0 cho Real. Pha sút phạt của Ronaldo chính là sự bất ngờ lớn với tất cả mọi người, bởi anh nổi tiếng từ những cú sút phạt sấm sét cùng quỹ đạo bay khó lường của trái bóng. Như thường lệ, Ronaldo vẫn là người đứng ra lĩnh trách nhiệm thực hiện cú sút với khoảng cách là 22m so với khung thành của De Gea. Vẫn cái dáng lấy đà quen thuộc, Ronaldo tung ra cú sút với vận tốc kinh hoàng lên tới 97 km/h, và chỉ 0,82 giây sau đó, trái bóng đã nằm gọn trong mảnh lưới của David De Gea. Trái bóng từ chân của Ronaldo không chỉ bay với tốc độ khủng khiếp mà nó còn có quỹ đạo cực kỳ khó chịu, khiến De Gea, thủ môn có phản xạ gần như là số 1 thế giới lúc này, cũng chỉ biết chôn chân đứng nhìn trong vô vọng. Fan của anh chắc hẳn là còn nhớ như in khoảnh khắc CR7 tung cú nã đại bác vào lưới Arsenal. Bàn thắng đã cho thấy pháo thủ là một trong những đối thủ ưa thích nhất của anh mỗi khi MU có cơ hội sút phạt. Điểm đá phạt cách khung thành Arsenal gần 50m, nhưng bóng vẫn bay qua một loạt hậu vệ, thủ môn. Cú sút kinh điển đã tôn vinh danh hiệu cầu thủ hay nhất thế giới năm 2008 của Ronaldo. Mười năm trước, Cristiano Ronaldo đã ghi bàn bằng cú đá phạt không thể ngăn cản này. Man United đã đăng lên Twitter hôm ngày 30 tháng 1 năm 2018. Cú đá phạt do Cristiano Ronaldo thực hiện cách vòng cấm chừng 30m. Trái với cách sút dùng lòng trong như nhiều cầu thủ khác sử dụng, anh sử dụng mu chân phải và khiến bóng bay theo quỹ đạo khó lường vào góc cao khung thành. Thủ thành David James gần như không kịp phản ứng. Sau trận đấu 10 năm trước, Ronaldo từng chia sẻ: "Tôi nghĩ đó là bàn thắng đẹp nhất mà tôi từng ghi từ một quả sút phạt trực tiếp." Khả năng sút phạt của Ronaldo đã bị mai một đi khá nhiều trong thời gian gần đây do ảnh hưởng của tuổi tác. Tuy nhiên, cách đây 8 mùa bóng, Ronaldo vẫn là nỗi ám ảnh của mọi hàng phòng ngự mỗi khi anh đứng trước chấm phạt. Muốn hiểu rõ hơn về điều ấy, hãy hỏi Diego Lopez. Sau khi lập công, Ronaldo vén áo để lộ dòng chữ Madeira nhằm thể hiện tình cảm với quê nhà, nơi vừa phải hứng chịu trận lụt lịch sử.
Phút 89, trận Real Madrid và Sporting Lisbon, đội nhà đang bị dẫn trước 0-1. Cristiano Ronaldo đứng lên nhận trọng trách sút phạt hàng rào ở khoảng cách 25m. Một siêu phẩm đường cong được vẽ trên không trung, bóng gầm thẳng vào góc chết không cho thủ môn Sporting Lisbon bất cứ cơ hội nào cản phá. Ronaldo giơ tay không ăn mừng khi đội bóng cũ bị gỡ hòa. Tốc độ cứu sút của Ronaldo quá nhanh dù thủ môn bên phía Boston nỗ lực bay người cứu thua, nhưng đáng tiếc là anh không thể giúp đội nhà tránh phải nhận bàn thua. Let's break it down for a minute. I want the crown, I'm gon' get it. You hear me loud, man, I'm winning. Yeah, Charlie Sheen will be grinning. These ladies know that I'm sinning, and this is just the beginning. I'm closing in the night, getting there ain't no point in resisting. Living life like a dream, living right, that's the thing. Every night, got a team, I've been tied to the scene. Out on stage, here on screen. Okay, it's a dream, and I pray as a team. One day, it'll be me. Đây là khoảnh khắc Ronaldo sút tung lưới Blackburn từ góc hiểm. Vị trí đá phạt chết về phía bên trái khu vực cấm của Blackburn. Trong khi các hậu vệ và thủ môn đối phương có vẻ chờ cú quả tạt, Ronaldo sút thẳng về phía khung thành, bóng bay theo hình cầu vòng, lượn qua đầu thủ môn. Getting caught with a few thoughts, cause I'm about to lost. Go off, the speakers can't even handle me. Even what I got, nobody's gonna drain my energy. And I will never stop, I'm motivated by enemies. Setting up shop so everybody remember me. And though I am not going through life regretfully, I'd rather work non-stop, what they call incessantly, than want some odd job just to live life pleasantly. Already got lost in my mind, not a fantasy, I'm getting it. With a forgotten soul, so stop dropping, roll. You lost all control and pop off your ball. I got squat, I fold, I'm not bought, I'm sold. My stock rocks, it's gold. Hey, knock, knock, she hold it, shit, talk to close. I ain't stopping though, it's hip-hop, you know. Or is it rock and roll? I'm not dropping dough, no, my pocket's grown. You can't stop the show, so get rockin' on. Vừa rồi chính là những siêu phẩm sút phạt để đời trong sự nghiệp của Cristiano Ronaldo. Hãy chia sẻ với chúng tôi bàn thắng mà bạn yêu thích nhất bằng cách để lại bình luận ngay phía bên dưới. Đừng quên nhấn like, share và subscribe nếu thấy video này thú vị. Xin chào và hẹn gặp lại.